Hôm nay là ngày 15 tháng 5 năm 2011, kỷ niệm 8 năm ngày Nguyễn Tấn Trường An, Nguyễn Tấn Trường Anh ra đời. Kỷ niệm hôm nay là vừa tròn 8 tuổi, là Trường An Trường Anh đã sinh ra đời, chào đời vào ngày 15 tháng 5 năm 2003, nhằm ngày 15 tháng 4 năm Quý Mùi. Hôm nay ba mẹ không có gì, chỉ có tấm lòng và một ít thức ăn, bánh kem để thương yêu, kính tặng tặng cho hai con và em Trường Khoa, kính tặng cho hai chị hai và anh ba một món quà, đó là một cái bánh sinh nhật và một vài món ăn mà hai chị em ưa thích, để chúc mừng cho sinh nhật của hai con lên 8 tuổi, nhiều niềm vui, chăm ngoan học giỏi, luôn luôn xứng đáng là con của ba mẹ, là chị hai, là anh ba của em Trường Khoa, và xứng đáng là thành viên là của con cháu của gia đình nội ngoại hai bên. Đề nghị chúng ta vỗ tay hoan hô. Rồi. Vâng, và sau đây là màn thổi nến của hai chị em. Bắt đầu 1 2 3 thổi nến rồi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Quang nha. Hôm nay là phần chương trình tặng quà. Rồi, ba mẹ và em Trường Khoa xin tặng cho hai chị em một tấm thiệp thật là dễ thương. Rồi, Trường Khoa mở thiệp ra và đứng lên, hai chị em đứng lên để đọc thiệp, tấm thiệp của. Chị hai đọc trước rồi lát con đọc. Ba mẹ và em Trường Khoa chúc mừng sinh nhật lần thứ 8 của hai con. Trường Anh ngẩng mặt lên. Chị Nguyễn Tấn Trường An, Nguyễn Tấn Trường Anh, ngày 15 tháng 5 nay. Hạ thấp cái thiệp xuống Trường An. Bây giờ tặng quà. Ngày 15 tháng 5 năm 2011. Rồi, đưa qua Trường Anh đọc. Em đọc, chị hai đọc bao bì. Rồi. Happy birthday. Rồi, con đọc tiếng Việt thôi, được rồi. Tặng hai con, chị hai, anh ba, Nguyễn Tấn Trường Anh, Nguyễn Tấn Trường Anh. May, không phải. Đó tiếng Anh. Ba mẹ và em Trường Khoa thương chúc chị hai Trường An, anh ba Trường Anh lên 8 tuổi với nhiều ước mộng tốt đẹp, học giỏi, chăm ngoan và luôn luôn xứng đáng là niềm tin yêu của cả đại gia đình nội ngoại chúng tôi. Chúng ta. Rồi, vỗ tay. Và sau đây là phần tặng quà của anh Nam. Anh Nam có gì nói chuyện không? Là anh nay sinh nhật của Trường Khoa, có Trường Anh, Trường An ha. Anh Kiểu bây giờ đã chúc em có hai cho em món quà. Chúc cho hai em là khỏe mạnh, học giỏi, luôn luôn là con ngoan của ba mẹ. Rồi, vậy ha. Em cảm ơn anh Nam vì món quà. Rồi, vỗ tay. Vỗ tay. Còn đây thiệp nữa. Rồi, tấm thiệp đó tặng ai? Đứng lên, rồi. Tấm thiệp của con không có. Trường Anh, Trường An, Trường An là một món quà màu hồng phải không? Rồi, Trường An đọc lên. Trường An dễ thương, si ma, thi thi. Trường nghe để nghe bánh nạp ha ha. Rồi, mở thiệp ra ghi gì trong đó? Của trong đây cũng có gì nữa. Chị Thúy và anh Nam rất là chu đáo. Đọc đi con. Anh chị thương chúc Trường An đáng yêu thêm một tuổi mới có nhiều ước mơ và luôn chăm ngoan và học giỏi, luôn khỏe mạnh, mãi mãi là em gái đáng yêu của anh chị. Chúc em sinh nhật vui vẻ, đừng buồn khi sinh nhật em không có chị. Em yêu của chị Thúy của em. Happy birthday. Ừ. Đó
biết chữ. Vỗ tay. Rồi, tới Trường Anh đọc đây. Trường Anh vỗ tay. Nè, bó tay. Bó tay. Con xin đọc giúp Trường An ngày 15 tháng 5 năm 2003. Ngày 15 tháng 5 năm 2011. Anh chị chúc em một buổi chiều sinh nhật vui vẻ, đầy ắp tình yêu thương của gia đình em. Chúc chị chúc em gia đình em nhé. Chúc em dễ thương của anh chị luôn luôn học giỏi chăm em và vâng lời ba mẹ và chúc em một tuổi mới thêm nhiều ước mơ mới trong tương lai. Dù em có hạ thấp cái thiệp xuống Trường An và ở đâu, em và chị em bó tay đâu và ở đều an đều em và chị em sẽ là những một đứa em ngoan của chị nhé. Em xin nhật vui vẻ chị của em. Happy birthday. Rồi, cảm ơn anh chị Nam Thúy chưa? Rồi, Trường An nói đi. Trường An thay mặt hai chị em cảm ơn anh Nam, chị Thúy sao? Em cảm ơn anh Nam. Em thay mặt Trường An, Trường Khoa, Trường Anh, Trường Khoa. Cảm ơn anh Nam và chị Thúy. Rồi, còn riêng ba mẹ thì cảm ơn ba mẹ sao? Con cảm ơn ba mẹ. Chúng con. Rồi cảm ơn con. Bây giờ chúng ta trước khi cảm ơn ba mẹ, mình còn cảm ơn nội nữa đã yêu thương sinh ra ba mẹ và ba mẹ sinh ra con, hai đứa cháu rất yêu thương của mẹ của nội. Bây giờ mình bắt đầu cắt hai miếng bánh kem để đem lên mời ông bà nội và anh Đức Quân. Hai phần tam giác. An, con cắt đi. Bánh sinh nhật của con cắt đi. Con cắt hai miếng như đằng này nè con. Con cắt qua đây nè. Cắt miếng nó đỏ đỏ đó, nó chữ đỏ đó. Ừ. Rồi, đây con cắt. Cắt bánh để mời nội. Một phần tâm nhé. Mời anh Đức Huân. Chú Tân, đừng có bỏ. Bỏ vô. Anh một con nói đi. Hôm nay là sinh nhật con của hai chị em con là Trường An và Trường Anh. Mời ông bà nội. Mời ông bà nội. Anh Đức Huân. Anh Đức Huân. Dùng bánh. Dùng bánh của hai con. Cái gì? Cái chiếc xe hả? Đâu chiếc xe đâu vô coi? Tàn tất. Đưa chiếc xe. Tàn tất đang cầm chiếc xe. Còn Trường An là món quà gì? Một hộp búp bê. À. Sẽ thích con mũi chứ gì? Nhậm gì đó? Đi nhậm con. Không. Lấy xe ra coi. Trần Minh Khố chưa biển đi. Xe không có hả? Sao? Xe có chưa? Hai chị em đọc chung. Đúng không? Rồi. Miếng của Trần Anh nè. Chúng ta đã có hai món quà. Món quà Trần Anh là cái gì? Thêm một chiếc xe. Một cuốn truyện nữa. Trường An là món quà gì? Một hộp này thôi ạ. Một hộp búp bê. Rồi, vỗ tay. Cảm ơn anh Nam chị thêm một lần nữa. Rồi, chúng ta kết thúc buổi tiệc ngày nay.